Quán cà phê ngày nay thì có mặt ở khắp nơi, khắp chốn, từ quán to cho đến quán nhỏ. Bởi vậy mà mức độ cạnh tranh trong ngày nay là tương đối khốc liệt. Tuy nhiên, một tin vui dành cho bạn là theo thống kê của Hội Doanh nghiệp Việt Nam BNI, thì trong 100 quán cà phê mở ra thì có tới 30 quán kinh doanh có lãi. Vậy nên cơ hội của bạn sẽ vẫn luôn có. Và nếu bạn đang muốn dấn thân mở một quán cà phê vì niềm đam mê, vậy thì nhất định phải tham khảo thật nhiều kinh nghiệm của những người đi trước. Và video này của blog Khởi nghiệp tổng hợp và chia sẻ đến các bạn về kinh nghiệm mở quán cà phê từ người thành công, các bạn cùng theo dõi nhé! Và nếu các bạn cần biết các bước để mở một quán cà phê, vui lòng tham khảo lại video kinh nghiệm mở quán cà phê cho người mới bắt đầu. Video này thì blog Khởi nghiệp sẽ tập trung vào những yếu tố mà giúp quán cà phê của bạn đi gần đến thành công. Thứ nhất, tập trung giải quyết các vấn đề giấy tờ cần thiết. Khởi nghiệp mở một quán cà phê là các bạn đang sở hữu một doanh nghiệp. Vì thế mà xác định làm lâu dài và bài bản, thì các chủ quán cà phê thành công khuyên các bạn rằng cần phải chú ý xử lý tốt với các vấn đề giấy tờ ngay từ đầu, cụ thể như sau: giấy phép kinh doanh, các thủ tục pháp lý, đăng ký tên quán trước chính quyền thật là đầy đủ trước khi quán đi vào hoạt động. Chỉ nên tập trung vào một tập khách hàng mục tiêu nhất định. Kinh nghiệm mở quán cà phê thành công là hãy nhớ rằng lợi nhuận của quán cà phê thì đến từ các khách hàng trung thành. Cà phê là một món đồ uống mà khách hàng nào cũng có thể uống khá là thường xuyên, thậm chí là họ uống hàng ngày. Thế nên điều các bạn cần làm là lấy lòng những vị khách của mình để họ quay lại lần nữa. Khi quán cà phê của bạn đứng đầu trong danh sách lựa chọn của khách hàng, họ không chỉ là khách hàng thường xuyên mà còn giới thiệu những người bạn của họ tới quán nữa. Và đây chính là chiêu thức marketing không đồng mà chủ quán nào cũng muốn tận dụng. Tuy nhiên, các bạn đừng cố gắng là phục vụ quá nhiều thứ cùng một lúc, là những lời khuyên từ kinh nghiệm mở quán cà phê thành công từ những người đi trước. Một quán cà phê mà cố gắng phục vụ hết mọi nhu cầu của khách hàng như là bán kèm thêm đồ ăn, rượu, nước trái cây, hoặc là kèm thêm dịch vụ hát nhạc sống, dạy pha chế cà phê, đọc sách, v.v. mà không hề chú trọng nâng cao chất lượng của đồ uống hay là cập nhật đồ uống theo xu thế, thì chắc chắn sẽ sớm đi tới thất bại. Vì thế, hãy tập trung làm thật tốt một thứ sao cho nổi bật hơn đối thủ, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ mà mọi thứ đều tầm thường. Tạo nên sự khác biệt cho quán cà phê của mình. Kinh nghiệm mở quán cà phê thành công là họ đều tạo ra điểm khác biệt để thu hút khách hàng quay trở lại. Đó có thể là hương vị cà phê thơm ngon và độc đáo, là một không gian thưởng thức tuyệt vời hoặc là cách phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo. Điều gì khiến bạn muốn mở một quán cà phê thì chính nó sẽ giúp bạn tạo ra một sự khác biệt cho quán cà phê của mình. Và các bạn thấy đấy, bạn thưởng thức cà phê ở Highland Coffee sẽ khác ở cà phê Trung Nguyên hay là khác giữa Coffee House phải không nào? Và đó chính là sự khác biệt, là điểm nhấn riêng của mỗi quán. Và nếu bạn chưa có được ý tưởng hay thì hãy đi đến các mô hình của các quán cà phê nổi tiếng ở trên để tham khảo cách làm của họ. Biết đâu các bạn lại nhìn ra điểm mà họ còn thiếu thì sao? Tham gia trực tiếp vào quản lý quán cà phê. Dù các bạn thuê nhân viên đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải trực tiếp dấn thân và tham gia quản lý quán cà phê của mình. Chủ quán thì nên có mặt, tham gia đầy đủ vào công việc kinh doanh càng nhiều càng tốt. Bởi chỉ có cách đó thì bạn mới biết quán cà phê của mình đang hoạt động như thế nào, chỗ nào ổn và chỗ nào chưa ổn để có thể đổi mới. Đối với nhiều khách hàng, dấu hiệu của một doanh nghiệp tốt là nhìn thấy chủ sở hữu ở phía trước quầy và nhận đơn đặt hàng, phục vụ và trò chuyện với khách hàng. Và chưa hết, khi chủ quán cà phê có mặt thực tế tại quán thì cũng giúp thúc đẩy nhân viên làm việc tốt nhất trong khả năng của họ. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn mới bắt đầu mở quán cà phê. Và nếu bạn không thể có mặt tại quán, hãy tìm một người quản lý giỏi thay thế bạn nhé. Chú trọng đầu tư vào khách mang về. Ngày nay thì khách hàng mua về chiếm một tỷ trọng khá lớn trong số những khách hàng của quán cà phê. Thậm chí nhiều bạn còn lựa chọn mở luôn một quán cà phê online chuyên phục vụ giao hàng tận nơi cho khách. Vì vậy mà chú trọng đến nhóm khách hàng này sẽ giúp quán cà phê của bạn tăng doanh số đáng kể. Và ngoài bán mang về trực tiếp thì các kênh bán hàng online như là Now, GrabFood, ShopeeFood sẽ là những kênh bán hàng hiệu quả cho các quán cà phê. Để thu hút được nhóm khách hàng mua cà phê mang về, quán cà phê của bạn cũng cần chú trọng đến bao bì, thiết kế của ly sử dụng một lần. Đặc biệt là sản phẩm giữ nhiệt tốt sẽ chiếm được cảm tình của khách hàng hơn. Và ngoài những kinh nghiệm mở quán cà phê thành công ở trên, thì rất nhiều chủ quán thành công đã khuyên bạn rằng: thứ nhất,
hãy chú trọng đến thái độ phục vụ của nhân viên để đào tạo họ phục vụ với một phong cách tuyệt vời nhất. Thứ hai, tạo ra một không khí thư giãn, nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng cho quán cà phê của mình. Thứ ba, đừng quên có chương trình tri ân cho những khách hàng thân thiết bạn nhé. Thứ tư, nhất định luôn đặt chất lượng cà phê lên hàng đầu. Trên đây là những kinh nghiệm vô cùng hữu ích từ những chủ quán cà phê thành công. Bạn hãy đúc rút cho quán cà phê của mình nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.